Xin kính chào toàn thể bác nhé. Chuyên mục là in giấy ra để bán lấy tiền. Trong chuyên mục ngày hôm nay thì em giới thiệu các bác là cái mẫu xúc đơn Homelander 18 inch sử dụng cụ bát của Ethan Sound 18 tên là với cái 3000. Đây là cái thông số em đã xin được của hãng. Xin thì không mất tiền đâu, nhưng mà tính ra là bán cho các bác là lấy tí tiền nhé. Đây là thông số của lò bát này. Dòng này thì nắp được là tên là với cái 3000, tên là với cái 2005, tên là với cái 2004. Đấy. Đây nữa. Đây là thông số. Tất tần tật các thông số như là nội thất, nắp bên trong là nắp như thế nào em quay cho các bác xem này. Đấy, còn các cái chỗ trắng trắng này là đề xuất là bắn bông tiêu âm. Thông số đo đắp tuyến, đo pha đắp tuyến. Imlac của các dòng như là T3000 này, 2500 và 2004 rất nhiều. Với tập thông số của dòng xúc đơn này thì hiện tại bên em đang bán với mức giá là 120.000 một bộ hồ sơ này. Đây là file Xprop, tức là mở tung ra để cho con xem này, cấu tạo. Tập này thì 21 trang. Đây là mặt form này, mặt trước. Đấy, các bác nào có ghép thì không mua nhá. Đây là các thanh chống nẹp. Đấy. Họ có đánh số thứ tự. Đó, qua nỗ bát góc ở đâu đấy là có hết ở đây. Tầm này là gần Tết rồi em không nhận làm được nên là không nhờ được nên là thôi. Thế còn như thường là cái này em sẽ lên thùng đấy. Còn đây các bác nào mà gọi là thích nghiên cứu mẫu mới mà xịn chính hãng thì đây nhé. Ethan Sound này. Kia thông số kia. Đấy. Ok các bác nhé. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ trực tiếp với em. Đây là cái thông số của loa sub kép TNVK 3000 sub kép. Thông số đọc tuyến này rất đầy đủ. Đề xuất cắt góc, cắt cạnh này. Các bác mua thì các bác sẽ biết được thông số, còn các bác có khả năng đóng thùng hay không đấy là việc của các bác. Bên em là chỉ có nhiệm vụ là có in ra giấy và bán này thôi, kiếm lãi trên tờ giấy thôi. Các bác bảo là cái này các bác cũng tự sưu tầm được thì các bác không nên mua, còn các bác không tự sưu tầm được các bác nên mua về để nghiên cứu. Nếu như các bác có một công xưởng nào đấy hoặc là người anh em nào đấy có sở thích là đóng thùng loa thì đây là cái sự lựa chọn cho các bác để các bác tham khảo. Đấy. Cái này em có in ra hai cái này là cùng một mã, cái này thì in tập ngang, còn đây là in tập dọc. Đấy. Không phải có mỗi mã này đâu nhé, có rất nhiều mã khác. Đấy. Sẽ quay luôn cho các bác. Với cái mã thôi, nói chung là tất tần tật tính giá như nhau nhé, 120.000 một bộ hồ sơ. Đấy. Các bác không sưu tầm được thì các bác phải mua, còn các bác mua thì là các bác sẽ có được cái thông số chi tiết và đầy đủ. Thông số đây rất tần tật, có tập thì in được một mặt, có tập thì in được hai mặt. Đấy. Có bộ hồ sơ thì có vài trang thôi, không có bộ hồ sơ tận 20 mấy trang thôi. Đấy. Được chưa? Đây là tuyển tập của TNVK 3000, có hai đời nhé. Một đời là Dual Subwoofer, một đời là Homelander Sub 18 inch Subwoofer. Đây là sub đơn, còn đây là sub kép mặt và sub đơn hồng. Đấy. Những bộ hồ sơ này thì bên em bán 120.000 một bộ. Giống như là hồ sơ phân tần loa, nhưng mà bây giờ phân tần loa các bác mua sẵn chứ không có làm. Thế đây là hồ sơ các bác mua về. Ví dụ các bác quen một cái cửa hàng nào hay là xưởng nào đóng thùng loa, các bác mang tập hồ sơ này đến đập vào mặt ông ấy, bây giờ ông làm cho tôi cái mẫu này tính bao tiền, nhưng mà không có lưới hay là có lưới, ví dụ thế. Như cái bộ này là không có lưới này, sốc kép này là không có lưới này. Đấy, còn đây là không cần lưới này. Đấy. Được chưa? Đấy. Các bác nào quan tâm thì trực tiếp giá là 120.000 một bộ. Những cái mẫu nào có sẵn thì bên em đã có đây rồi. Đây là Dual Subwoofer 18 inch sub kép, còn đây là sub đơn
nhưng mà lại không nên đưa, tức là xúc có định hướng. Đấy. Đây là thông số chuẩn xịn của Ethan sao nhá, 18 thôi. Ethan sao 18. 18 sao âm thanh 18. Đấy, nhiều anh em nói là 18 cộng, làm gì có loa nào gọi là loa 18 cộng. Ethan sao. Một thương hiệu nổi tiếng đến từ Ý. Cái đem còn nhiều mã nữa nhưng mà sẽ bật mí trong phần 2 phần vang hoặc là những lần live stream. Thông báo các bác đi nhá, các bác cần tài liệu về tự đóng cùng thùng thì đây. Còn sắp tới ăn Tết xong thì bên em sẽ sản xuất các mẫu này. Đấy, thông số xịn. Thông số tiêu chuẩn của hãng, hàng chuẩn của hãng nằm theo tiêu chuẩn. Có sai số thì không đáng kể lắm, còn hơn là các bác thích gọi là gióng xúc như thế nào, xúc như nào. Đây em chơi hẳn cái thông số chuẩn xịn mà hãng người ta còn đề xuất đây. Đấy, cái này vào hãng thì sẽ có một cái dòng nào đó là dẫn đến, nhưng còn các bác mà không thích thế thì các bác có thể 120.000 thôi. Đấy, thế thôi. Ok, xin chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau. Đây là hai model mẫu video em đang có giới thiệu. Tiếp theo nữa sẽ có nhiều phần nữa nhưng mà thôi. Từng model từng mã một. Đấy, các bác thích xúc đơn hầm này, xúc ghép hầm này, xúc ghép mặt này. Đấy, có xúc đơn mặt nữa. Đấy, em sẽ trong phần sau các bác nhé.